Xin chào quý chị và các bạn. Thì trước mặt em đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp. Thời gian vừa qua, thời điểm tháng 10 thì Hyundai đã bất ngờ giảm giá hai sản phẩm, đó là Hyundai Tucson và Hyundai Santa Fe, tối đa là 199 triệu. Và chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản xăng cao cấp và dầu cao cấp này cũng được giảm với mức giá cực kỳ là ưu đãi. Hôm nay em xin phép cập nhật chính sách giá của Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp và dầu cấp thời điểm cuối tháng 11 2023. Chỉ còn hơn một tháng nữa là chương trình ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước sẽ kết thúc, thì đây là thời điểm thích hợp để cho quý anh chị có thể là mua cho mình một chiếc xe trong phân khúc xe hạng D, một chiếc xe đầy đủ công nghệ từ hệ thống Hyundai Smart Sense, hệ thống như là giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, phanh khoảng cách và phòng tránh va chạm với người đi bộ phía trước, cũng như là hỗ trợ phương tiện phanh chủ động khi có phương tiện cắt ngang phía sau, rồi camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hệ thống thông gió, sưởi ấm và làm mát ghế cho hàng ghế phía trước, rồi hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, phanh tay điện tử cho tất cả các phiên bản, cần số nút bấm và cốp điện được tích hợp chống kẹt thông minh và có nhớ vị trí cốp. Thì đằng sau phần xe này cũng được trang bị 4 cảm biến và phần đầu xe cũng là 4 cảm biến hỗ trợ khách hàng quý anh chị vào cua cũng như là hỗ trợ đỗ xe cực kỳ là hiệu quả. Phiên bản xăng cao cấp thì bên em đang được bán cho quý khách hàng mức giá là 1 tỷ 145 triệu. Phiên bản dầu cao cấp đang được chào bán với mức giá là 1 tỷ 195 triệu. Những quà tặng đi kèm cho quý anh chị đó là phim kinh nhật New Sun của Mỹ, em bảo hành 10 năm, trải sàn da, rồi bọc vô lăng da. Chiếc xe này lăn bánh thì tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang, thì anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình, em có thể tư vấn và báo giá chuẩn giá xe lăn bánh, cũng như là chương trình hỗ trợ trả góp thì lên đến 80% giá trị xe và thời gian trả góp tối đa là 8 năm. Về màu xe thì Hyundai Santa Fe sẽ có những cái màu phổ thông rất là được ưa chuộng, như là màu trắng sẽ hợp với những anh chị là mệnh kim, mệnh thủy, màu đen thì sẽ hợp với những anh chị đó là mệnh mộc, mệnh thủy, còn màu đỏ thì sẽ hợp với những anh chị là màu mệnh hỏa và mệnh thổ. Đó. Màu xe thì em cũng sẽ có sẵn những cái màu dao như là màu đen, màu trắng và màu đỏ, thì anh chị có thể liên hệ để em check cái bảng màu báo cho anh chị rõ hơn. Về